Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong Fairy Tail, các pháp sư thường nhận yêu cầu của mọi người để làm việc. Những nhiều lúc nhiệm vụ khó khăn, khi nhiều người cần kết hợp với nhau để hoàn thành công việc. Anh làm việc gì cũng nên có cặp có đôi thì nó mới vui. Nhiều đôi làm việc chung với nhau cũng trở nên thân thiết gắn bó. Điều này đã dần hình thành nhiều cặp đôi song sát nổi tiếng khắp vùng. Chắc hẳn các bạn tự đặt câu hỏi, đâu mới là cặp đôi ăn ý nhất? Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tới 10 bộ đôi từng phối hợp ăn ý với nhau nhất trong Fairy Tail. Lưu ý, mỗi nhân vật chỉ xuất hiện trong một cặp đôi thôi nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Mở đầu, chúng ta đến với hai cô gái chuyên săn lùng trai đẹp, đó là Kana với Lucy. Kana Albedona là pháp sư tiềm năng, nên cô được chọn là một trong những ứng cử viên tham gia kỳ thi thăng cấp S. Lucy nghe được lời tâm sự của Kana nên quyết định trở thành cộng sự trong cuộc thi này. Cặp đôi lần đầu tiên phối hợp chiến đấu với nhau là đụng độ với cặp đôi lôi thần tộc. Trước solo 1v1, Kana đã bị Fritz dễ dàng đánh bại, còn Lucy phải trợ giúp từ Loki mới có thể đánh bại được Big Slow, mà hiện tại cô không thể triệu hồi anh ta được do Loki hiện tại đang là cộng sự của Gray. Đã thế, hai cô gái lần đầu phối hợp với nhau còn khá bối rối. Nhờ sự thông minh của mình, Kana dùng mỹ nhân kế lên Fritz đã giành chiến thắng. Thực ra, cặp đôi lôi thần tộc đã nhường cho bọn họ do cảm thấy mắc nợ với Kana và Lucy tại trận chiến nội bộ Fairy Tail. Cả hai người cùng Gray và Loki đã đụng độ hắc hội Grimmohurt. Họ phối hợp với nhau khá ăn ý, hạ đám pháp sư cấp thấp. Nhưng khi đối đầu với các thành viên cao cấp, cặp này không thể đánh bại được chúng. Những trận chiến sau đó, bộ đôi này đã mạnh lên rất nhiều, đặc biệt là trong trận chiến với đế quốc Onvaret. Bộ đôi này đã bắt giữ được một thành viên của thập nhị thuẫn là Brandit. Mặc dù đó chỉ là ăn may do cô ta dẫn phấn hoa, nhưng cũng phải có lời khen cho hai người đẹp của chúng ta. Fritz và Big Slow là thành viên thuộc nhóm lôi thần tộc. Fritz là pháp sư sử dụng ma thuật cổ tử bóng tối, còn Big Slow điều khiển linh hồn dưới dạng búp bê chiến đấu. Cùng với Evergreen, nhóm lôi thần tộc có thể đánh bại cả một hắc hội. Thậm chí trong cuộc nội chiến Fairy Tail, họ gần như đánh bại hầu hết các thành viên trong hội. Trong kỳ thi thăng cấp S, Fritz chọn Big Slow làm cộng sự. Bộ đôi này là nhóm đầu tiên lên đảo, lấy được quyền chọn đường trước do Fritz nhanh trí sử dụng thuật thức bẫy mọi người trên tàu. Cả hai đã từng đụng độ với Kana và Lucy. Thấy Fritz giả bộ hoảng loạn trước thân hình sexy của hai cô gái, Big Slow hiểu ý giả bờ thua bọn họ. Trong kỳ thi này, Gray đánh giá bộ đôi Fritz và Big Slow là những đối thủ nặng ký nhất trong kỳ thi lần này. Hoa bộ băng giá rất sốc khi thấy Kana và Lucy đánh bại bọn họ. Đến khi đối đầu với Rusty Rowe, thành viên của nhóm Thất Luyện Ngục, bộ đôi này mới bộc lộ sức mạnh thật sự. Họ liên tục áp đảo đáng tử đeo kính, cho đến khi Azuma phá hủy cầu Tenro, mọi người bị mất sức mạnh, Rusty Rowe mới cậy thế áp đảo mọi người. Cho đến khi Azuma bị đánh bại, bộ đôi này nhờ thêm có sự giúp sức từ F-Man đã đánh bại hoàn toàn lãng tử Rusty Rowe. Cặp đôi lôi thần tộc này tuy rất mạnh, nhưng so với cặp đôi sau họ lại không ăn ý bằng. Zomazu và Kawazu là hai thành viên cấp dưới của Grimmohurt. Chúng là bề dưới trướng của Zondeo, một thành viên trong nhóm Thất Luyện Ngục. Tuy là hạ cấp, nhưng sức mạnh của hai tên này không phải đậu vừa rang. Tên mặt cờ hó sử dụng cổ ngữ phương Đông, còn tên hình gà sử dụng pháp thuật bắn trứng gà. Hai tên này tuyên bố không cần lực lượng chính, chỉ cần bọn chúng cũng được đánh bại toàn bộ Fairy Tail. Tuy gáy hơi to, nhưng khi kết hợp cặp bài trùng này gây nhiều khó khăn cho thành viên Fairy Tail. Bộ đôi này chiến đấu rất sòng phẳng với Gazil, đôi khi còn lấn át cả anh ta. Phải chật vật lắm, Thiết Long mới hạ gục được chúng, nhưng cũng kiệt sức ngay tại chỗ. Tính ra Gazil bị thương nặng hơn bộ đôi này. Nhóm Thất Luyện Ngục lần lượt bị đánh bại, tuy không còn vũ khí chính, hai thanh niên mới quyết định quay lại chiến trường, hạ gục vài thành viên Fairy Tail để lấy điểm dâng lên hội trưởng Hades. Điều này chắc chắn sẽ thăng cấp bọn chúng lên nhóm Thất Luyện Ngục. Bọn chúng tập kích đánh trên cơ cả bộ đôi lôi thần tộc. Chúng rất phấn khích khi thấy Ken, thành viên nhóm Thất Luyện Ngục bị các cô gái đánh bại. Hai con động vật coi đó là có thêm cơ hội để cho chúng thăng cấp. Do không coi trọng các đồng đội khác, cặp đôi này bị Fritz, Big Slow phối hợp cùng với F-Man đánh bại. Juliet và Haine là hai thành viên cao cấp trong đội quân của Irene Benserian. Bộ đôi vốn dĩ là hai thanh hắc bạch song kiếm, Irene phù phép biến chúng thành con người. Bọn chúng có hình dạng với tính cách không khác gì con người bình thường. Juliet sử dụng ma thuật tạo chất nhầy gây bỏng nặng khi dính phải, còn Haine sử dụng dải vải đen bắt chói đối phương. Khi tham chiến, bộ đôi này dễ dàng hạ gục nhiều thành viên Fairy Tail cùng một lúc. Chúng còn có ý định đánh bại hội trưởng Makarov, nhưng lại cảm nhận được ma lực khủng khiếp từ Mirazen. Rồi chúng còn bày trò chơi xem ai là người giết được nữ pháp sư cấp S trước. Thấy Mira chống trả quyết liệt, bộ đôi hắc bạch kiếm đành phải nghiêm túc với nhau. Chúng có thể áp chế linh hồn quỷ Satan của Mira, tưởng thế là ăn được chị, nhưng không. Mira sử dụng át chủ bài quỷ hồn mạnh nhất Mirazen Allegria, nguồn ma lực khổng lồ từ quỷ hồn này khiến nước bốc hơi. Hai thiếu nữ sợ há hốc cả mồm, rồi nhanh chóng chúng bị Mira hạ gục cho một nốt nhạc, trở về dạng hai thanh kiếm ban đầu. Đây là cặp đôi hoạt động ở hai hội khác nhau, nhưng họ là đôi bạn rất thân thiết. Juvia Luxor là cựu pháp sư cấp S, thành viên trong nhóm Element 4 của Phantom Lord. Sau khi hội cũ tan rã, cô gia nhập hội Fairy Tail. Tại kỳ thi thăng cấp, Juvia đã gặp và đối đầu với Melody. Về phần Melody, cô là một trong nhóm Thất Luyện Ngục của hắc hội Grimmohurt. Sau sự kiện trên Thiên Lang Đảo, cô trở thành thành viên của hội trung lập Grim Social. Người ta từng nói, không đánh không quen biết, hai nàng đã lao vào đánh nhau.
Sau này gặp lại, hai cô trở thành bạn thân với nhau. Zuvia sử dụng thành thạo ma thuật nước, điều này cho phép cô điều khiển nước dưới nhiều hình dạng khác nhau trong chiến đấu. Còn Melody sử dụng chi thức ma pháp cung cảm giác, đó là ma thuật liên kết cảm giác trên nhiều giác quan của con người. Đôi bạn thân này nhiều lần giúp đỡ nhau trong chiến đấu, đặc biệt là trong đại chiến với đế quốc Onbaret. Bộ đôi này kết hợp với nhau trong chiến đấu. Đối đầu với Historia của Nenhurst là Kay và Jean Crow, cả hai đã liên kết cảm giác với nhau, sức mạnh khi tin tưởng nhau được tăng lên rất nhiều. Bộ đôi kết hợp với nhau đã đánh bại kẻ địch mạnh nhất từng đối đầu. F-Man và Lysana đều là em của Mirajin, ba chị em họ đều là pháp sư sử dụng thuật chiếm hữu. Với người anh cha F-Man sử dụng linh hồn quái thú, cho phép anh ta biến đổi cánh tay của quái thú. Sau này, anh có thể sử dụng được nhiều linh hồn quái thú khác nhau. Với DM Lysana, cô có thể sử dụng linh hồn động vật giúp cô có thể biến đổi thành các loài động vật phù hợp trong chiến đấu. Hai anh em cùng từng nhiều lần làm nhiệm vụ với nhau, đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh, sức mạnh của hai anh em cũng ngày càng mạnh lên. Đỉnh điểm ở trong trận chiến với đế quốc Onvaret, hai anh em đã đối đầu với Azil, một trong thập nhị thuẫn. Khi vua sa mạc dùng ma thuật thế giới cát tấn công thành viên Fairytale, Eggman sử dụng linh hồn quái thú, quái vật cát để vô hiệu hóa. Azir tiếp tục sử dụng hố kiến sư tử làm Eggman chìm xuống cát. Lysana bay đến cứu anh, hai anh em kết hợp chiến đấu với vua sa mạc. Sau thời gian dài, hai anh em đánh bại Azir khi ông nội hắn ta là Gazil ra cầu xin tha mạng cho cháu mình. Gazil và Lily là một trong những bộ đôi phối hợp rất ăn ý với nhau. Gazil từng là thành viên cấp S của Phantom Lord, anh được rồng sắt Metallicana truyền dạy sát long thuật. Trong Fairytale, Thiên Long rất buồn khi nhận ra rằng mình là sát long nhân duy nhất không có mèo làm bạn, đồng hành. Sau 3 nỗ lực, cuối cùng tác giả cũng cho anh có được đối tác là một con mèo mạnh nhất. Về phần Lily, bốn xuất thân là một Exit, tư lệnh sư đoàn 1 của quân đội hoàng gia Edolat, nên sức mạnh của báo đen so với các Exit khác hoàn toàn vượt trội. Cả hai đã từng chiến đấu ác liệt với nhau. Khi gia nhập Fairytale, Lily trở thành cộng sự của Gazil. Cả hai tập luyện với nhau cũng như cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Lily sử dụng phép thuật Aera tạo ra đôi cánh giúp Thiên Long di chuyển, chiến đấu trên không. Trong chiến đấu, Lily chuyển hóa kích thước bình thường cùng Gazil chiến đấu với kẻ thù. Như trong ác Tinh Linh Nổi Loạn, cặp đôi này đã cùng nhau đóng cổng cặp Gemini. Tại đại chiến với đế quốc Onvaret, bộ đôi này sát cánh chiến đấu với quân địch, cùng nhau giải cứu các thành viên của Sabertooth và Blue Pegasus. Sau trận chiến với Bloodman, anh người sắt liên tiếp hấp thụ hạt ma chướng, bật long lực đánh bại kẻ thù. Con quỷ này kéo Gazil xuống địa phủ. Đây là một trong những phân cảnh cảm động nhất phim. Thiết Long bày tỏ tình cảm bấy lâu với Levi, cô gái nhỏ nhắn định liều chết cùng với anh. Cũng may cộng sự báo đen rất hiểu Gazil, liền giữ chặt Levi và thề sẽ đưa cô trở lại hội an toàn. Suýt nữa chúng ta phải chia tay với một Thiết Long hùng mạnh. May Irene thi triển ma pháp vũ trụ đồng nhất, vô tình cứu sống Gazil. Sting và Rogue là song long của Sabertooth. Họ đều là sát long nhân thế hệ thứ 3 cùng với các sát long nhân thế hệ thứ nhất được gửi đến tương lai để hỗ trợ tiêu diệt Acronosia. Sting được Bạch Long Wysilogia chỉ dạy, còn Rogue được Ảnh Long Skiarum chỉ dạy. Trong thời gian các thành viên chủ chốt Fairytale vắng bóng, Song Long cùng với hội Sabertooth nổi lên trở thành hội đứng đầu Fiore. Cặp đôi này dễ dàng đánh bại cả một hắc hội, gieo rắc nỗi kinh hoàng đến nhiều đối thủ. Song Long luôn quan tâm đến hai sát long nhân của hội Fairytale là Natsu và Gazil. Họ luôn muốn đánh bại hai sát long nhân thế hệ thứ nhất kia để chứng tỏ bản thân. Trong tờ hội ma thuật, Song Long ăn miếng trả miếng với Natsu và Gazil. Dù thực lực của Natsu và Gazil mạnh hơn hai người họ, nhưng Song Long Sabertooth lại phối hợp ăn ý với nhau hơn. Trận chiến được đánh giá là một trong những trận chiến hay nhất Fairytale. Dù cả hai kết hợp ma pháp với nhau tạo thành ma pháp kết hợp Unison Red nhưng vẫn bị Natsu đánh bại. Sau này họ vẫn kết hợp với nhau trong nhiều trận đánh như chống lại con rồng tại cổng Eclipse hay cùng nhau chiến đấu với quỷ vương Maggie, rồi kết hợp với nhau hạ gục tên cựu hội trưởng độc ác Gemma. Sau này đối đầu với thập nhị thuẫn Laket, Rogue truyền sức mạnh cho Sting để anh trở thành Bạch Ảnh Long, đánh bại pháp sư 18 cộng. Urza và Wendy thường xuyên nhận nhiệm vụ cùng với Natsu, Gray và Lucy tạo thành tổ đội mạnh nhất Fairytale. Chị đại Urza sử dụng ma thuật hoán phục, còn bé Wendy là sát long nhân sử dụng nguyên tố gió. Cả hai phối hợp với nhau ăn ý, nhất là trong trận chiến với Irene. Dù đã nhận ra nhau là mẹ con, nhưng hai bên vẫn lao vào quyết chiến. Mới đầu, Titania được Thiên Long hỗ trợ nhiệt tình tấn công nữ thập nhị thuẫn mạnh nhất, nhưng chẳng ăn thua gì. Sau nhiều pha trao đổi thân xác với bé Wendy, rồi hóa rồng chiến đấu, ba mẹ còn gọi cả thiên thạch tấn công cả cặp đôi. Dù cố gắng vận sức, chuyển thuộc tính sát long vào kiếm để Urza chém tan trạng thái rồng của tổ mẫu sát long nhân, nhưng cặp đôi không thể đánh bại được nữ pháp sư mạnh nhất Onvaret. Do tình mẫu tử không thể xuống tay với con gái mà đã tự sát. Chưa được bao lâu, cặp đôi này lại phải đối mặt với hắc long Acronosia. Natsu và Gray vốn dĩ luôn cà khịa nhau ở hội, do cả hai mang thuộc tính đối lập nhau, một người dùng lửa, ông còn lại thì chơi băng. Cả hai luôn xảy ra cãi vã, đánh nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng khi đối đầu với kẻ thù hùng mạnh, hai người họ lại phối hợp ăn ý với nhau. Chính chị đại Urza luôn muốn Natsu và Gray phối hợp với nhau làm nhiệm vụ, vì chị đại luôn cho rằng một khi cả hai kết hợp với nhau thì không ngán bố con thằng nào. Thật vậy, tổ đội bọn họ luôn vượt qua nhiều nhiệm vụ, chiến đấu với nhiều kẻ thù hùng mạnh, đặc biệt trong trận chiến với quỷ vương Maggie, cả hai đã cùng nhau chiến đấu với hắn.
Lúc đó, Gray mới nhận được băng sát quỷ từ cha mình truyền lại. Anh có thể tiêu diệt lũ quỷ khi dùng đến thuật này. Khi tấn công bởi nguyên chú tầm xuân, cả hai sử dụng ma thuật chặn lại. Một bên đốt cháy sợi dây, bên kia đóng băng chúng lại. Thành ra cả hai trở thành 10 mẫu quảng cáo kèm đánh răng close up lửa băng. Sau một hồi chiến đấu, Mankey sử dụng hình dạng Aetherius lấn át cả hai chàng trai. Nhận thấy sự ngoan cường của bộ đôi này và nguy hiểm của băng sát quỷ thuật, quỷ vương quyết định thi triển nguyên chú tối thượng Memento Mori, tưởng rằng với nguyên chú này có thể xóa bỏ được bọn họ. Nhưng không, Gray sử dụng thân mình chắn đòn cho Natsu, đầu lửa và Hotboy băng giá để tiếp tục phối hợp với nhau bằng hàng loạt chiêu thức tuyệt đẹp. Đầu tiên Nat kết hợp năng lực chiến đấu với quỷ vương nhưng không xi nhê gì, mục đích chỉ để cầm chân cho Gray dương cung bắn hạ Maggi như bắn chim. Quả thật, Oza nói khi hai người nghiêm túc phối hợp sẽ trở thành cặp đôi mạnh nhất trong Fairy Tail. Vừa rồi là top 10 bộ đôi từng phối hợp ăn ý với nhau nhất trong Fairy Tail. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like cũng subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.